Trên tay con có cuốn sách biểu đồ giải thích Phật học. Con xin đọc và hỏi bác một câu ạ. Dạ, cuốn biểu đồ giải thích Phật học của Hòa Thượng Thích Tường Vân biên soạn, Thông Thiền dịch Hán Việt, Hân Mẫn Hiệu Đính của nhà xuất bản Tôn Giáo, Hà Nội ấn hành năm 2003. Dạ, trang 62 có ghi năm điều rối loạn vào thời mạt pháp. Một, tương lai tỳ kheo sẽ nhận giáo pháp từ hàng cư sĩ. Điều hai, hàng cư sĩ ngồi ở trên, tỳ kheo ở dưới. Điều ba, tỳ kheo thuyết pháp mà không chịu học hỏi. Điều bốn, ma thuyết là trơn, còn chánh pháp là ngụy. Điều năm, tương lai tỳ kheo nuôi nấng vợ con. Năm điều rối loạn vào thời mạt pháp rút từ Pháp Uyển Châu Lâm. Con xin bác giải thích cho chúng con ạ. Giờ giải thích cái gì nữa? Người ta nói rõ rồi. Năm điều này người ta nói rõ rồi còn giải thích gì nữa? Giờ con suy nghĩ gì? Con đọc lại câu một đi. Giờ thứ nhất là gì? Dạ, điều thứ nhất, tương lai tỳ kheo sẽ nhận giáo pháp từ hàng cư sĩ ạ. Rồi bây giờ bác giải thích nè. Cái giáo pháp chân thật á, có tỳ kheo nào biết không? Con suy nghĩ đi, tính đi, từ Bắc chí Nam trên 17.000 ngôi chùa có cái tỳ kheo nào biết chánh pháp của Như Lai dạy không? Dạ không ạ. Không thì ta đã hỏi rồi, ta đã trả lời rồi. Rồi câu số 2 là gì nữa? Câu số 2, hàng tỳ kheo ngồi ở trên, hàng cư sĩ ngồi ở trên, tỳ kheo ở dưới ạ. Cái này thì có cư sĩ ngồi trên nhưng mà cũng cư sĩ nghe coi rồi chứ chưa có tỳ kheo. Cái này nó chưa xảy đến. Nhưng mà trong thời gian giải này có nhiều tỳ kheo ngồi nghe. Thấy không? Nhưng bữa nay không có ai. Thì cái này nó thỉnh thoảng có chứ không phải là quyết định có. Mà cái này là thỉnh thoảng có chứ không phải là hằng có. Rồi đó là câu thứ hai. Điều thứ ba, tỳ kheo thuyết pháp mà không chịu học hỏi ạ. Thì bây giờ thì mình rõ ràng đó, nhiều ông tiến sĩ đi đã thuyết pháp không chịu học hỏi mà nói tôi thầy mù nó là sao? Mà tôi đụng đầu nói đó, tỳ kheo gì kỳ vậy? Tỳ kheo nói tôi mù mà tôi đi dạy đạo mà tôi đụng đầu tôi nói đó. Thì cái này ổng nói là cái điểm thứ mấy? Thứ ba phải không? Thì ông nói rõ rồi, ông Hòa Thượng Thích gì đó vẫn nói rõ rồi. Điều thứ tư, ma thuyết là trơn, còn chánh pháp là ngụy. Bởi vì thuyết, ma thuyết là cái gì? Bảo cúng dường cho mấy ông thầy gọi là đúng. Còn mà người ta giải về cái sự thật đó là sự thật là gọi là chánh pháp. Nó cho là ngụy là tà, chữ ngụy đây gọi là tà đạo, phải không? Thì ông Thích Tường Vân phải không? Ông đã dạy, ông nói rất rõ rồi. Mà ông nói thời mạt pháp nó sẽ diễn ra cái chuyện này, nhưng mà không biết ông có thần thông không, không biết. Nhưng mà dường như quyển sách này ông xuất bản năm nào? 2003. 2003, chùa Thiền Tông Tân Diệu bắt đầu nói về Thiền Tông 2006, công bố ra 2017. Nếu mà cái Thiền Tông chính thức ra thì ngày 14 tháng 5 2017, có nghĩa là sau ông này 8 năm, 9 năm vậy. Thấy không? Ông này ông đoán trước hay ông này thuộc về Thánh Tăng. Ông dám đoán trước thời gian. Xếp ông Thích Tường Vân này gọi là Thánh Tăng. Bữa nào chú gửi cho con 1 triệu, con đi gặp ổng, nói chú Nhân cúng cho ông 1 triệu ra. Điều thứ năm,
tương lai tỳ kheo nuôi nấng vợ con ạ. Chuyện này báo chí nói rồi. mới mấy tháng trước về cái ông nào á 300 tỷ. Tôi không biết bao lâu mà được 300 tỷ. Thì ông tuyên bố về cưới vợ luôn. Thì cái này có nghĩa ông Tường Vân này, ông Tường Vân ông hiểu trước nha. Ông này cũng về thánh tăng á, ông dám đoán trước mấy chục năm về trước. 2003, 2017 là như mười mấy năm trước. Thì ông Thích Tường Vân này thuộc về thánh tăng. Chú gửi tiếp 1 triệu nữa bữa nào gặp ổng. Còn cúng dường nó chú Nhân, nó ông nói hay quá thôi, chú Nhân cúng dường ông trước sau 2 triệu. Còn không ấy á, ông nghe được cái này ông đến chùa Tân Diệu, chú Nhân sẽ đưa. Dạ. Con cảm ơn bác. Rồi.